với quý vị đang theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rất vui được gặp lại quý vị, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ những cặp mẹ chồng nàng dâu để chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống để chúng ta hoàn thiện hơn, để kết chặt mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Tới khi đám cưới về cái em thấy cái sổ này gì, cái mình tò mò mở ra ăn dâu thiếu một chai, hai chai, ba chai. Xin mời. Chào cô. Mời cô ngồi ạ. Tôi xin chào hai MC Quyền Linh và cháu Lê Lộc. Và chào quý khán giả đang xem đài. Cô là Nguyễn Thị Hường, năm nay 60 tuổi, hiện ở tỉnh lộ 825 Đức Hòa, Long An. Dạ. Đây là con dâu của cô. Xin chào chú Quyền Linh và MC Lê Lộc. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Thố, 23 tuổi, làm dâu mẹ được 4 năm 11 ngày. Nhớ tôi 11 ngày luôn hả? Hay rồi nha. Khi một gặp con dâu á, cô có ấn tượng gì, có niềm vui gì không hay là... Nói đúng ra cho chú Huyền Linh với Lê Lộc và quý khán giả đang xem đài á, nói đúng ra con dâu này hồi trước á là nó làm con nuôi của mình. Tại vì cái siêu thị điện máy sang bên đó rồi làm con nuôi, cô bán buôn bán rồi qua làm con nuôi rồi cũng qua lợi uống nước này kia đó. Rồi đúng ra thì con trai của mình là trai Út. Thì sáng rồi nó đi làm rồi chiều nó mới về thì hai đứa không biết mặt. Thì thời gian sau cái nhân viên rồi mới ghẹo rồi nói thôi mày làm dâu quá cho rầu đi, mày làm nuôi chi. Nó bảo bộ bán con trai hay làm dâu. Đó, thời gian sau này rồi cái hai đứa quen nào cô cũng không biết nữa. Là đợt đó là cái ngày sinh nhật nó mà nó không có mời cô. Là cô chỉ là nghe nhân viên nó nói chiều nay 7 giờ đó cô Bảy có đi sinh nhật Thố không? Cô nói ủa đâu có mời, cô đâu biết. Ai về cái ngày đó chiều 7 giờ cô chạy xe lên. Chạy xe lên thì trúng thằng trai Út mình ngầu chậm dần nữa rồi. Thấy thằng trai mình đứng con gấu chụp bá vậy nè. Tặng cho dâu cái mới vừa để xuống. Thì cô vừa chạy xe lên cái thấy cô cái bỏ nó gì luôn. Ủa sao kỳ vậy? Sợ mẹ la. Sợ mẹ la. Cái đó gì đâu có tặng gấu cho mẹ nó đâu. Cái cô mới về con hỏi sao? Từ nào giờ anh Thố làm con nuôi mẹ mà con thấy sao? Mẹ để từ từ chứ con cũng đang tìm hiểu. Để từ từ thì nó mẹ thấy nó cũng vui mà. Mà nó cũng lễ phép. Tại vì mấy cô con về đó rồi nó thấy nó cũng chào hỏi. Rồi mấy cô con cũng khen. Dạ chị cho em hỏi xíu là hiện tại mình đang làm công việc gì chị hả? Đang làm marketing bên bất động sản à. Là ở đây hay là ở dưới? Dạ ở gần nhà luôn, ở trong đó có một cái khu dân cư cũng gần nhà. Trước khi vô làm đất là mình làm bên điện máy. Dạ. Làm điện máy rồi mới để ý kế bên. Không phải đâu, không phải là lợi ý gì. Nghe người ta đồn là nhà kế bên đó bà Bảy có thằng trai quậy lắm, mình bực, mình cua bỏ ghét. Trời. Rồi xong đó, bạn kia mới giữ. Bạn kia thì nghe đồn là bên Thanh Vi có con đó nó chảnh lắm, cá mày cua nó cách bia. Ờ đâu có phải đâu, 49 gặp 50. Ờ thôi. À hay à. Thật sự là không biết luôn, cho tới khi mà một cái ngày mà hắn cầu hôn mà hắn chở vô trong hai cái bên đường cây không, với lại một cái dòng sông mà nói chết bà này, giờ vô đây chạy không được. Coi tình hình coi sao. Thắng xe lại. Tối thui hai bên cây không. Kêu là em biết sao anh chở em vô đây không? Nói không mà run muốn chết. Run nói giờ có làm gì cũng không làm lợi đâu. Trời ơi. Xong rồi cái ông mới nói là bạn anh nó nói cá anh kết bia. Thật sự anh quen em anh ăn kết bia rồi, nhưng mà cái đó là anh thắng bạn anh, nhưng mà anh thương em thiệt. Giờ anh chở em vô đây cho em biết là hồi xưa nhà của anh là ở đây. Rồi quy hoạch rồi ba mẹ mới dời lên đó cho em biết là cái nguồn gốc của anh là cái chỗ này. Không nói mô Phật. Xong nói giờ cái xong rồi nói giờ ổng nói là giờ em về nói ba mẹ đi rồi tính, nói sao anh đòi mày thì anh không chịu nói. Ông kia thì ổng trời ơi ổng nhát lắm, nhát mà dám ăn kết bia người ta. Xong cái ổng nói giờ em nói đi chứ anh đâu biết nói làm sao. Anh có biết chị là con nuôi của mẹ chưa? Thì lúc đó hai mẹ con cũng hạp lắm, thân lắm.
Rồi thời gian làm điện máy là em nghiện xì tin. Có một ngày uống mấy chai mà thời điểm đó là mình uống là đâu có trả tiền liền đâu. Thiếu. Từng trả lần thiếu. Rồi tới khi đám cưới về cái thấy cái sổ này gì cái mình tò mò mở ra ăn dâu thiếu một chai, hai chai, ba chai. Chỗ đến khi lấy rồi vẫn còn thiếu. Cưới về rồi mới thấy sổ mẹ ghi nợ á. Người ta quá uống chị tiên. Đi nè nhiều đi. Quá ra là cố tình ta làm con nuôi để uống. Vậy là bây giờ lấy rồi đâu có cần trả đâu chị. Trả gì nữa. Xong về bây giờ chồng cũng ghiền luôn. Là có nghĩa là tối mà trước khi đi ngủ là hai chồng đem chai vô uống. Mà là vợ ở sau là nói chuyện với mẹ đánh trống lảng này chồng lên trước lấy rồi khỏi trả tiền. Em cái lần đầu tiên mà em đồng ý là cô hôn của ảnh rồi đó. Em biết đây là sẽ là mẹ chồng rồi đó. Thì em có ấn tượng, có suy nghĩ gì không? Khác với mẹ tâm nuôi lý xưa. Không? Ừ. Thì tâm lý nó khác cái lúc mà mình chưa có gì, chưa có biết là sẽ về đó lập châu. Ừ. Không biết về làm sao ta, giờ hiện tại thấy cũng tuyệt vời quá, không biết về rồi có đụng chuyện gì không. Cái đề tài mẹ chồng nàng dâu là muôn thở luôn, ai cũng than. Ừ. Tới bạn mình nó lấy chồng trước mà nó còn đăng status luôn. Ước gì đừng ở chung má chồng. Mình coi xong rồi nó trời ơi gì thấy ghê vậy. Cái đám cưới về cái hai ba bữa đầu ăn cơm rồi cũng rụt rè đó, mà nay ăn bình thường. Nay ăn ngon lành. Ăn mạnh miệng hả chị ha? Mạnh miệng. Đói ăn nè. Không có rụt rè nữa. Giờ hỏi chứ cô thì hai gái hai trai. Đó nhỏ đỏ đó là con gái chị Tư đó đó. Là nó thằng ta chồng là thứ năm. Cái giờ hỏi chứ gã hết rồi. Giờ còn hai vợ chồng trẻ với thằng Út thì giờ cưới dâu về có ai đâu nữa rụt rè. Dạ. Ăn thoải mái. Hai mẹ con hợp nhau những cái điểm gì vậy? Làm con dâu rồi thì thấy là gia đình mình cũng rất là đầm ấm hạnh phúc. Biết ông bà cô bác là nó hỏi là cô mừng rồi. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là nó biết lo cho cha mẹ chồng là cô mừng mà chắc giờ thật sự ra cô mới nói cho nó biết thôi. Cô lo, cô thương nó dữ lắm mà điều cô không cho nó biết. Cũng đối xử con gái con dâu cũng như vậy mà thật sự ra thì cô thương nó nhiều. Thương nó là lý do như vậy nè chú Nguyên Linh. Yeah. Cưới nhau về thì năm trước năm sau nó mới có con. Có con thì con nó chỉ còn có 3 ngày nữa là thâu nâu 12 tháng. Thì chẳng qua là chồng nó làm ở công trình á. Ở bên công ty á rồi ký là mới điều nó đi qua bên nước ngoài qua Mỹ á. Thì thấy bỏ là con dâu với là đứa cháu nữa. Của đứt ruột lắm. Đi qua bển là 1 năm rưỡi. Thì trong khi 1 năm rưỡi về là con nó nói chuyện kêu ba là thoải mái rồi. Thì cô cũng có khuyên nó thôi hãy nếu mà con ở với ba mẹ đây con thấy buồn thì con về trên anh chị trên chơi. À, con chơi trong vòng 10 bữa nửa tháng thì con nhớ cái này con chạy về. Thì mình cũng khuyến khích nó. Mà nó không đi. Nói giờ con mày nếu mà con về trển, con ở trển con cũng buồn tại vì anh chị trên cũng đi làm. Thôi con ở dưới này với ba mẹ chứ giờ con đi về trển bỏ ba mẹ anh Hoàng đã đi rồi. Giờ mấy chị thì có chồng. Thì giờ con hãy con về trển nữa ba mẹ buồn rồi sanh bệnh rồi ai lo. Thì thấy về con dâu nó biết thương mình thì mình cũng mừng. Có bao giờ mà mẹ chồng làm em khóc một mình không? Khóc hả? Mẹ chồng làm khóc mà nhớ chồng khóc nhiều. Khóc chồng đúng rồi, khóc mẹ chồng. Tội nghiệp mẹ mỗi lần mà hai chồng lục đục là mẹ chịu trận. Hồi qua vậy thôi chứ ngoài ra là không có khóc mẹ một cái vấn đề gì hết. Mà chịu trận là sao? Là tại vì khổ lắm chú Quỳnh Linh ơi. Đứng ở giữa phải không con hả? Cô cũng khó xử lắm. Một bên là con, một bên là dâu. Nó thật sự chứ 3 năm mà tới 5 cái cửa luôn. 5 cái cửa phòng á. Hư hả? Mỗi lần ông giận ông đập bể cái cửa. Thay vì ông đập mình thì ông đập cái cửa. Trời ơi! Mà lúc thời điểm đó mình xót tiền mình làm cái cửa Mika. Xong rồi lúc ông đi Mỹ về mình nói cha trận này mình đầu tư cho giữ cái cửa vào. Mình chơi cái đầu cửa kiến với lại kiến cường lực á. Là không mà từ hồi đi Mỹ về tự nhiên cái khác. Thay đổi tánh rồi. Thay đổi. Tại vì xa rồi mới biết được những cái bên mình là những cái thứ quý giá. Tự nhiên về tự nhiên quay 180 độ luôn. Nhậu giờ không nhậu, bạn điện đưa vợ nghe nói anh đi về trên vợ rồi. Mà từ cả một năm nay là không có gây lộn, thấy cũng nhạt nhẽo. Tao đừng gây nữa con, để cho ba mẹ yên tâm. Này nè, để mẹ nói con nghe nè. Đó, rồi rồi đó. Chắc giờ là đây là coi như là chỗ mà để mẹ chồng nàng dâu để là phân bua ra để con suy nghĩ. Từ nào giờ mẹ, 4 năm nay mẹ rất là thương con. Mẹ rất là lo hết tất cả ha. Thì giờ con là dâu Út. Thì Út có trong nhà thì tự nhiên là con vợ chồng con phải lo. Mà dắt vợ nhà anh vợ Út lo mà vợ không biết nấu ăn sao chú Quyền Linh. Không biết nấu luôn á hả? Nấu cơm được. Nấu canh thì canh dền nêm đường. Cô ăn có được.
Vậy rồi sao? Rồi ai nấu cho mẹ chồng, mẹ chồng ăn? Lúc trước mới cưới về cô cũng làm con nuôi cô cũng làm. Thật sự cưới về rồi nó bắt chồng nấu không. Cô cũng dạy, dạy thì chắc giờ nói chung là cô cũng là quấn cái tâm lý lắm. Cô mua sách mà nấu ăn cũng 3-4 cuốn đừng cô để đó. Mẹ kho cá sao mẹ? Dở sách ra cái chuyện kho cá con. Mẹ nấu con chua sao mẹ? Đó có cuốn sách đấy con. Mình đang tâm lý là đang trong quá trình làm ăn được á, tập trung làm ăn. Biết là giỏi cỡ nào cũng phải là một thời gian phải lui về hậu cung thôi. Mình đang cái trớn mình đang làm tốt. Cho nên là nhiều khi về làm nó đuối nha, đuối chung vô phòng nằm luôn. Bữa rồi đi tiệc công ty á, thấy có món ngon lắm về cũng quyết tâm trận này làm cho mẹ giật mình. Là về là nói là mẹ cứ ngồi cứng đó mẹ để đó con. Con tập trung làm, mẹ làm là cái hư sách con hết. Là con tập trung làm, tập trung cao độ làm món đó. Về làm mẹ nói để tao thử coi nó như thế nào mà mày làm nghe cũng long trọng quá. Lát mẹ nó ăn xong muốn đứt quá. Xong rồi mình ăn mình thấy cũng không được, sao mà mẹ ăn được. Nhưng mà giờ tới giờ cô còn cái gì không vừa lòng con gái nữa không? Cô không vừa lòng là con cái vậy là coi như mẹ rất là khuyên con. Chồng con có đi làm mà vì bè bạn rồi 1-2 ly rượu về thì nó xỉn đi cho nó nằm nghỉ đi. Thì sớm mơ thì cũng nói gì con nói tỉnh rượu rồi thì con nói. Thì tất nhiên là nó im. Không có cái chị này mà vừa bực mình vụ rượu mà lại vừa ghen. Hãy chồng đi thì nó đi 90 giờ về đi chơi với cô nào. Ghen lên rồi nhận ông kia thì tất nhiên là rượu bực nữa. Đục. Ai đục ai cô? Cũng có đục cửa nó bể nó là cô nói là coi như 4-5 năm cái cánh cửa đó. Bên đây là vốn mặn quả tới nóng nhỏ con cao mà cái gì thì phải làm liền để mai quên. Phải nói liền. Ông kia thì cọc giờ làm sao giờ đập cái cửa xong giờ mình qua bên đất mình làm nhiều khi còn phải ngoại giao cũng phải nhậu. Mình thấy nhậu rồi đâu phải ai nhậu cũng hư. Thì giờ nó cũng uống 1-2 lon bia. Cô mẹ chồng cô cũng biết cái điều đó là cô cũng dẫn cho uống. Uống rồi về là cô mới dạy. Cô nói nè con đi khách hàng đó là bè bạn đồ này kia con uống 1-2 lon bia thì chồng con uống thì con cũng vợ con uống rồi con mới biết con mới thông cảm cho chồng. Giờ con cũng hiểu rồi. Thôi con xin lỗi mẹ nha. Có con dâu nào mà về dám nói với mẹ chồng không? Thấy chồng nó xỉn cái rồi cái bữa đó ba chồng nó cũng đi đám về xỉn cái về biết nói sao? Mẹ! Chồng mẹ lo đi chồng con lo. Với lại ở nhà thoáng lắm. Con thì con binh ba chồng lắm. Tại vì ba chồng tuyệt vời lắm, chuẩn đàn ông luôn. Lúc nào cũng ước trong bụng nói chồng, ước gì chồng được 50% của ba thôi. Là cưng dữ lắm. Xong rồi bữa rồi chú hai cứ mới qua rủ lúc đó cũng gần 7 giờ tối rồi. Thôi nói chuyện kỳ quá. Mẹ mình phải khai chứ mẹ. Đúng rồi phải khai chứ. Chứ mà con hứa là con mẹ vẫn về chung. Nó đòi bỏ cô ở dọc giữa đường đó. Bữa đó là chú hai bên đối diện qua rủ ba nói là anh Bảy quán dê Ninh Thuận bán ngon lắm, tôi với anh xuống ăn cho biết làm vài lon rồi về. Thì mình biết rằng ba sẽ không đi đâu. Mình biết tánh sống chung biết mà. Cứ theo suối ba đi cho biết ba không có ra quán gì hết. Quán nó ngon lắm. Nói một hồi sau chú hai cũng nhiệt tình. Cái xong ba với chú hai lên đường. Con với lại chồng với con rồi vô phòng. Cái mẹ gõ cửa cốc cốc cốc. Hỏi gì mẹ? Mày thấy ba mày đâu? Ba với chú hai đi xuống quán dê rồi. Mà nãy chú hai rủ mà ba không có đi rồi. Con nói thôi ba đi giờ đâu. Đâu có làm gì nữa đâu. Chồng mày đi nhậu thì mày mát tao. Mà chồng tao thì mày suối. Không có gì mày ráng chịu. Mày đừng kêu tao. Rồi xong đi xăm xăm vô ngồi ngủ. Đúng chứ giận chứ. Chồng mày giữ chồng tao mày suối đi nhậu hoài. Có bao giờ mẹ con thân vậy mà có bao giờ cô dâu làm mà cô buồn rồi cô khóc không? Có chứ. Có luôn hả? Là lúc đó là nó mới sanh là coi như được 1 tháng là cô là bên ngoại rước về. Thì đầy tháng thì cô cũng mời với dòng họ này mấy gì nó đồ lên hết. Cái bè bạn của cô cũng đông lắm nha. Lên rồi cái mới nói thôi dắt vợ thôi chị ơi thì chị đi làm thì bỏ nó nhà có mình ở nhà tội nghiệp. Thôi chị cho tôi rước anh Thối về dưới. Là chị anh với chị Trịnh không có chịu, không có cho. Là nói thôi chị tôi nuôi mấy chị nó là 3 tháng lận. Thôi chị thông cảm để cho tôi nuôi 3 tháng đó. Thôi mình về. Xong đám rồi mình về. Về thì trong vòng có 5 bữa nó điện nó nói mẹ ơi giờ mẹ đâu. Nó nói ba mẹ đi phóng sanh cá ngoài cầu Xuyên Á nè. Có gì không? Con có gì không? Con về rồi mẹ ơi. Nó ủa cái gì kỳ vậy? Thì thâu tắt máy nó ủa sao không hỏi mình rước là anh chị Trịnh không cho. Mà lý do sao bữa nay nó về như này. Rồi mình tức mình quá mình mới điện hỏi ủa Thố con có hỏi anh chị không? Không có mẹ ơi con trốn về. Anh kêu xe anh trốn về á. Thì về ở đâu trong vòng nói chung lại là
khoảng nửa tháng à chú Huyền Linh ơi. Cái hai vợ chồng nó cứ chật nhau cái rồi cái sát đồ. Thì sát lại đường mà, sát đường tránh mà, sát đồ ra. Điện taxi lại cái cô đâu có cho đi. Tôi nói đây nè, con mới về, con mới sanh mà con đi á thì mẹ không có đồng ý. Giờ hỏi cái lộn hai chồng mấy cái lộn thôi đứa nhìn chút đi cái hở ra cái mới đi. Cái anh điện xe lại cô không cản nữa, cho đi luôn. Đi về trễ nó thiệt không được là 10 bữa nữa nó trở về liền. Đã trước khi đi là cô nói rồi, cô nói á hồi trước á là cô á là trầu rượu cô đi cưới hỏi ông bà cô bác đàng hoàng. Đi á thì dễ mà về thì khó lắm, nhưng con hãy con đi á thì không ai nói mà con về rồi á chị chồng con rồi em rể anh rể luôn nó coi con không ra gì. Đừng có đi mà la cạn cỡ nào cũng đi. Trạng nó về cái rồi cái cô cũng nó thiệt cô thương cháu lắm. Đi cũng giận lắm, nhớ cháu giận lắm, đi rồi cái về là cô cũng mừng. Mừng mà đều giận mình đến chi nặng mình lầy ra mình chỉ dạy cho nó. Là từ đó tới sau giờ không dám đi nữa. Giờ cái hở ra kia ở trong cái lộn. Mẹ, giờ mẹ có dột đồ con ra con cũng bò vô. Không đi. Nói sao ạ? À? Thôi cô giỏi mẹ đây mẹ giữ con cũng đi làm xuống chết không ở mà mẹ muốn đi về trả làm gì ai giữ được. Cô có mong muốn con dâu mình có một cái sự thay đổi gì không? Con ra ngoài con làm ăn con muốn con biết cầm ly rượu ly bia con uống thì con nên thông cảm cho thằng chồng của con, hạn chế cái vụ đó lại. Mẹ không muốn con một gì một ly bia ly rượu mà hai vợ chồng lục đục nữa là mẹ không muốn. Chị rồi. Có điều gì muốn nói với mẹ không? Mẹ là chỉ có một cái vấn đề đó là hâm đồ ăn đồ hay bật cái bếp lên rồi bà nào ghé cái bu lại là thôi rồi xong. Bữa rồi nấu cái nồi cháo gà đó, lúc đầu nấu nồi bự vậy nè, cái bà Sáu ghé chơi lên ngồi nói hồi cái nó khét cái nồi này bỏ qua cái nồi kế khác ba cái liên tiếp luôn trời. Cô thì nói đúng ra cô cũng là vui tính với cô đi du lịch nó nhiều, thành thử bè bạn cô giờ nó không phải đồng trang lưới với cô, giờ nó tính ra khoảng 25 bà đó. Ở xa thì thôi, còn ở gần gần mấy bà cứ không có ngày làm hai chập ghé nhà cô thôi đó. Rồi cảm ơn cô nhiều, hai mẹ con rất là vui. Xin gửi tặng cô một cái kỷ niệm của chương trình để mình xem mình chương trình mình nhớ chương trình ha. Chúc hai mẹ con sức khỏe hạnh phúc nha. Rồi. Chào mình lên chào dạ, chào cô. Dạ. Mỗi lần nấu món gì là chồng á nghe hôm nay tụi con làm tụt bạch hả, mỗi lần nghe đi ủa ai nấu mẹ chị Trang rồi là lo đúng không? Lo đó. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Đúng rồi. Chào cô. Chào chị. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu tôi là Lê Thị Hải. Năm nay 52 tuổi và đang hiện tại công tác tại Ủy ban dân phường Nguyễn Thế Bình. Dạ, xin chào anh Dương Linh, xin chào Lê Lộc. Tên là Lê Thị Kiều Trang, năm nay 34 tuổi. Quê ở Cái Bè. Này làm dâu mẹ được 7 năm 11 tháng. Có em bé chưa chị hả? Trang có 3 em bé gái. Bé nhỏ nhất thì mới 7 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận thế nào? Đứa trai á thì có lên và gọi điện là mẹ ơi sắp tới có người bạn con lên thì mẹ cho ăn cơm chưa? Thôi mình cứ làm một cái tô cơm luôn, hoảng luôn mà mình cũng hay biết cái buổi đầu tiên đó lấy cho một tô cơm cho chị ăn xong chị cũng im lặng luôn. Bao nhiêu năm dài chị mới kể ra mẹ cho con cái tô cơm quá con sợ quá tới khi ấn tượng luôn, tới bây giờ con vẫn còn ấn tượng về mẹ. Về cái vấn đề mẹ mới rất là nhiều cái tô cơm rất là to nhưng mà em thì giống như là ăn giống như mèo vậy đó, nhưng mà em ráng em ngồi em ăn cho hết chứ không thôi ăn không hết mà công ngày đầu tiên mà ăn không hết là mất điểm luôn á. Nhưng tại em đề nghị tô cơm mà đúng không? Không dạ. Khi người nào đến chắc tôi cũng mời như mình hiểu như là suy nghĩ của cái suy nghĩ của mình là đến với cái tấm lòng á tràn đầy thì mình cứ mời hẳn tô cơm vậy á. Chắc là chắc đặc biệt chắc mình tôi quá không chắc có ai. Rồi lúc đó thì ăn mà trong đầu có suy nghĩ có ấn tượng gì về mẹ không chị? Quen chồng á thì đi làm chung với chồng, nhà mẹ thì ở tầng 10, em thì ở tầng 7. Cô cho thuê phòng á, cô nói là nhà bà Hải á là được lắm con, hai đứa mà có lấy nhau được thì lấy đi nha, chứ cô thấy nhà đó được đó. Thì mình cũng để ý coi mẹ làm sao. Thấy đi làm với chồng thì lén lén coi mẹ, chồng nói là mẹ kìa. Sau cái cũng nhìn thấy mẹ đẹp nhưng mà nhìn sao dữ thấy cũng sợ. Nó không biết sau này mình về mình có làm dâu nổi không nữa. Sau này về thì thấy là mẹ cũng vui.
đâu ra đó, thì tánh em cũng thích đâu ra đó. Khi làm dâu phải nói là cũng nhiều ấn tượng. Về là không biết nấu ăn, không biết một thứ gì nấu ăn hết. Mình thấy là thấy cũng mệt rồi đó. Mình tưởng là con dâu về sẽ hỗ trợ cho mình vấn đề này, nó giảm bớt được. Qua quá trình thì mình cũng mình dạy bảo thì nói chung ở nhà là không tin tưởng vào cái việc nấu ăn rồi đó. Mỗi lần nấu món gì là chồng nó nói, mẹ hôm nay tụi con làm cục bạch hả? Sợ quá. Mỗi lần nghe thấy ủa ai nấu, mẹ chị Trang rồi là lo đúng là không? Lo đó. Lo cái rồi thôi thôi chắc không dám rồi đó, còn không dám ăn cái này à. Ông xã cũng vậy, em xem nấu đi, trời ơi ăn hoài chắc chết rồi, cứ la làng hoài. Nhưng mà mình nói thôi anh cố ăn cùng với con á, có thể là nó không ngon thì mình sẽ chỉ cho nó từng bước nó có thể thay đổi những cái để cho nó học hỏi lên, chứ còn mình cứ làm thế hoài thì làm sao được. Nhưng mà em có biết điều đó không? Dạ cũng biết, em biết là nhiều khi nhà mà nhìn nhau là em biết rồi, nấu xong mà đem ra là nhìn nhau là em biết rồi. Bởi vì mình cũng ráng, giống như là mẹ đem sách nấu ăn về thì em cũng ráng em học. Nhưng mà nhiều khi là thích, cũng thích làm bánh, cũng thích nấu ăn, nhưng mà nhiều khi làm rau câu hay thì làm cái này kia là em đổ bỏ hết. Chị cũng chịu học hỏi lắm, nhưng mà khi học xong rồi cái trong đầu mà toát lên một cái gì là thấy bắt đầu cả nhà lo đó. Không biết có cái kiểu gì mới không, để thí nghiệm nữa rồi đó. Bạn không biết nấu rồi còn có chuyện gì mà không hợp với con dâu nữa không? Nấu ăn á, là đã không nấu ăn nó chuẩn thì mình phải gọn gàng. Trời ơi, mỗi lần về là cô thấy là cô sợ lắm. Một bãi á, như trận chiến, cho nên mà phải nói là sợ. Mà bây giờ chỉ có thể tập tành thì lấy là cũng ok hả cô hả? Đúng, ok, nhưng chưa mà ngon thôi. Chưa ngon, nhưng mà là có cái quyết tâm để mà cố gắng làm. Cố gắng, dạ. Càng quyết tâm thì càng bề bộn đó. Ví dụ nấu ăn mình không có khiếu thì mình nấu có thể dở, nhưng cái chuyện bề bộn mình có thể sắp xếp lại cũng được chứ. Thì mẹ nói thì em cũng hiểu, tại vì em thì em cũng thích gọn gàng, nhưng mà nhiều khi nhà có con nhỏ thì em trông hai đứa em bé ở nhà đang dọn dẹp, đang nấu xong cái ngoại kêu Trang ơi, con nó khóc, Trang ơi pha sữa rồi này kia, thì nhiều khi em cũng phân thân ra em làm. Thì nhiều khi chén bát thì nó còn ở đó, thì mẹ về mẹ thấy xui đó. Xui. Mà nhiều cái xui lắm á. Mình chia sẻ với Giang là đồng ý là có những vấn đề con cái như vậy về phía ba mẹ sẽ hỗ trợ, nhưng mà mình phải có cái sắp xếp, có cái khoa học thì có thể là con sẽ làm được tốt cái vai trò này. Hồi xưa mình cũng là ba đứa con, cũng một tay mình nuôi ba đứa con và dạy dỗ nó thành đạt hết, thì nghĩ rằng bé này nó chắc đòi hỏi như mình quá, thành ra là không biết là chắc chị nó mẹ hay đòi hỏi quá hay sao. Tức là mẹ hơi cầu toàn quá. Mẹ cầu toàn quá, giống như ở nhà là cái gì cũng phải ngăn nắp gọn gàng. Thì em cũng thích như vậy, mà nhiều khi dạ con cái này kia thì thích giống như là bông hoa, bình hoa đều để trên bàn đều gọn gàng, nhưng mà cũng con cái chưa làm được. Hai mẹ con có hợp nhau gì không? Có, hợp thì hợp nhiều. Mình nghĩ đứa này đứa con gái, thành ra mình cố gắng mình đi cũng đi tìm tòi cái nguồn để có sang lại những cái mặt hàng để cho con dâu nó kinh doanh. Xong là mất dạng luôn, mất tiêu hết. Mất vốn luôn. Mất vốn, mất sáng rồi không thấy đâu hết trơn. Cái lần sau mà bộc phát là thôi. Miễn Giang chị phải làm nhiều mới có kinh nghiệm chứ. Trời ơi, nhiều lắm rồi đó, làm hoài rất bán nhà luôn. Bán nhà. Thì con cái thì giống như là cứ chi phí mỗi cái này mỗi cái kia, nợ nợ riết rồi nợ hết trả nổi luôn. Trang nó kinh doanh về buôn bán thì mình cũng thấy con mình có cái mặt mạnh về cái kinh doanh, thì mình cũng tìm tòi chung luôn. Hai mẹ con là sắm sửa quần áo là ơ mẹ ơi con thấy cái này được rồi đi. Như bạn bè vậy đó. Đi mua nhiều sắm khi chung á, chị ở bên phòng này chị nhắn tin luôn này, mẹ mẹ thấy hình này không, trời ơi nói rảnh hả Trang, cái gì nói đại đi, sao cái này hai mẹ con có gì đâu rồi nhắn. Ủa trong nhà mình là tới ba thế hệ rồi hả? Bốn thế hệ đó, có bà cố ở nhà đó, còn bà cố ở nhà nữa. Hôm nay bà cố hơi mệt chứ tính ra bà cố cũng thích đi cái chương trình này bà lắm. Bà cố nè, bà nội nè, rồi mẹ nè, rồi con. Con. Bốn thế hệ. Ta gọi là tứ đại đồng đường đó. Như vậy thì làm dâu nó có khó không em? Đấy, mình vừa thật sự mình chưa đáp ứng được nhu cầu của mẹ chồng luôn á. Vậy thì cố với nội sao? Nhà mẹ thì mẹ nói là con ở nhà thì con lo sắp xếp nhà cửa gọn gàng. Thì xong rồi cố thì cố em sắp thì cố giống như em để bình nước bên đây thì cố lại để bình nước bên kia. Rồi em thì cố cái em nói là cố ơi sắp bên này đi cố, cái cố nói là nhiều khi cố giận cố nói nhà này không phải của tao. Cố lại cố đi ra ngoài kia ngoài ghế cố nằm.
Thì em về em mới nói với mẹ là mẹ ơi, thì con là giai cấp là mình đứng ở dưới hả, dưới mẹ dưới ngoại, thì để đâu thì cho con ngồi ở đó đi, chứ con không có làm chủ được. Em trao đổi với mẹ cũng khó nha. Giờ đáp ứng nhu cầu của mẹ thì cố la, đáp ứng nhu cầu của cố thì mẹ la, đáp ứng nhu cầu của cố với mẹ thì nội la. Nhưng mà nhiều khi ai giận thì mình kiếm cách mình làm hòa. À, em có khi nào cái áp lực quá rồi em ngồi em buồn chỉ tủi thân không? Dạ có, nhiều khi cũng tủi thân là nhiều khi là mình làm mình rất thích làm, nhưng mà làm nhiều thứ quá thì mình không xuể, chứ rất là muốn làm hết những cái thứ mình muốn. Nhiều khi mẹ la thì có cũng buồn, cũng khóc với mẹ. Mẹ nói là con không có sắp xếp được nhà cửa gọn gàng gì hết. Nói mẹ ơi con mệt quá rồi, giờ con không có làm nổi nữa, con sợ mẹ la, cho nên là con cũng gán con dọn dẹp nhà cửa hết rồi. Nhưng mà nhiều khi có những thứ mà mình không có làm hết trong ngày, nhờ chồng thì chồng lại chưa làm xong luôn, thì sáng ngày thì mẹ thấy giống như là có cái đống chén thì mẹ la. Nhưng mà cô có biết được cái áp lực của con dâu mình khi mà bị chi phối nhiều quá không? Mình là người mẹ chồng thì tất nhiên là mình nắm được cái tâm tư của con dâu mình. Tại ban đầu mình đã nói con dâu là đứa con gái, thì tất nhiên là mình nắm rất chắc. Cho dù bất cứ cái gì đi nữa con cố gắng, đây là vai trò con là người dâu lớn, thì cố gắng giúp mẹ trong vấn đề quán xuyến gia đình. Nói chung là công việc có thể là, như em cũng biết là áp lực của đi làm nhà nước, có những cái mà mình phải thời gian có. Thì về vấn đề này thì mình cố gắng, mình hiểu, mình chia sẻ với con dâu. Mà thật sự mình nói là mình không chia sẻ hết được, mình buồn đó chứ. Mình rất buồn, có nhiều cái tâm tư mình hiểu, nhưng mà mình cũng quá là áp đặt với con mình. Nhưng mà cũng phải nói để cho nhận định ra, cố gắng sắp xếp để cho bên nội ngoại nó không có vì vấn đề này mà nói tới nó lui. Mình không phải là cửa giữa để cho hồi ta mày binh con dâu mày hoài, mày binh hoài. Thì mình nói chung là mình không muốn cái điều đó. Thì em về thì em cũng muốn là nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, rồi bình hoa đó. Nhiều khi mẹ về mẹ thấy thì mẹ thoải mái, nhưng mà em cũng chưa làm cho mẹ chưa vui làm được. Được. Dạ. Cái khổ nhất của người phụ nữ hiện đại là chúng ta vừa lo cho xã hội, lo công việc xã hội, mà vừa lo cho gia đình, làm sao để nó chỉnh chu hết. Đó là điều khó. Chắc chắn rằng á, từ từ thì con dâu cũng sẽ có thể chia sẻ những cái điều đó với mẹ chồng. Bây giờ mình xem coi anh chồng em mong muốn điều gì nha. Mẹ nhà ở nhà đôi lúc tính hơi nóng, nhưng mà cái nào ra cái đó. Nhà cửa thì thích gọn gàng, mẹ thì thương con, thương cháu, thương dâu. Vì lúc á, vợ bệnh á, mẹ cũng gánh luôn cái phần mà chăm mấy đứa nhỏ ấy. Nó đều rất là ấm áp, rất là thương mẹ chỗ đó nhiều lắm. Nhiều lúc vợ bận việc kinh doanh rồi buôn bán rồi, nhà cửa thì đôi lúc nó hơi bừa bộn một tí. Đó, thì lúc mệt xong rồi nóng lên rồi không có nghe ai nói gì hết trơn. Chồng cũng sẽ cố gắng phụ vợ nhiều hơn ha. Bình thường nhà mình vui vẻ, đôi khi lúc giận xong thì cho qua hết. Thì nên hy vọng sau này mình nhà mình lúc nào cũng vậy. Còn vợ thì ăn nhiều lên tí, ngủ nhiều hơn tí. Làm biếng ăn thì đâu có sức khỏe, đâu có gì đâu. Vợ muốn thực hiện điều vợ mong muốn, không có sức khỏe thì không có làm được gì hết. Phải ăn nhiều, sức khỏe nhiều. Em thì lúc nào cũng thương mẹ, thấy mẹ cực cơ quá thì em cũng muốn cố gắng giống như là mình san sẻ hết cho mẹ, thì đỡ mẹ được cái nào hay cái đó. Thì công việc thì nhiều khi mẹ về mẹ mệt thì em cũng gắng để dặn con là để im cho mẹ nghỉ, thì mình cố gắng ở ngoài thì mình sắp xếp công việc nhà để cho mẹ nghỉ ngơi. Thì bé dâu này mình coi như đứa con gái, mình không thích cái gì là mình thẳng thắn luôn. Con vậy mẹ không đồng ý, con phải vậy. Chắc là hay cầu toàn như một đứa con gái quá, thành ra là không biết nghĩ rằng là chị này bị áp lực nhiều lắm, nhiều gì cũng khùng lắm chứ không phải vừa đâu. Cảm ơn câu chuyện của cô với là của em rất là nhiều. Bây giờ thôi hứa với mẹ đi, đó nãy giờ mẹ nói đó,
Hứa với mẹ đi. Con hứa với mẹ là con sẽ ráng làm xong, con sẽ rửa chén liền. Cái đơn không có để nữa. Con hy vọng là đợt này là Trang sẽ là người sẽ thay đổi thật sự trong sắp tới. Xin cũng cảm ơn chương trình. Cũng chắc chắn thay đổi, nhưng mà cô cũng nên thương con dâu chút xíu, bởi vì quá nhiều áp lực. Sống trong một, thật sự mình nghe thôi, sống trong một gia đình mà tứ đại đồng đường thì thật sự là áp lực lắm, áp lực khủng hoảng tới mức, nhưng mà áp lực dữ lắm. Và mẹ cũng đã chịu áp lực rồi, thôi chia sẻ với mẹ chút đi Trang nha. Rồi hai mẹ con ôm chặt với nhau nào. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Dạ. Qua những câu chuyện mà những mẹ chồng nàng dâu chia sẻ với nhau thì chắc chắn đâu đó quý vị cũng cảm nhận rằng, ồ, câu chuyện này giống tôi quá, câu chuyện này hình như tôi đã trải qua rồi đây. Và hãy rút kinh nghiệm để gia đình hòa thuận hơn, gia đình hạnh phúc hơn quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 15:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Với nó nói thợ may, nó trẻ ơi thợ may, người ta nghe người ta nói thợ may là mình phải nấu cơm cho nó ăn không à. Giáo viên với thợ may là hai đứa đó, là hai cái nghề đó là mình phải nấu cơm cho nó ăn. Ủa sao kỳ vậy cô? Cái nhà cái ông đó mình nhờ cái ông đi, ông đi về cái ông nín thình, sau này hỏi lại là mới biết ông để ý con dâu cô đó nữa, ông cưới cho con trai ông. Trời. Hỏi đúng người quá.